Bây giờ tôi lại nói tiếp về cái vấn đề như thế này. Vì mấy người lên đây cứ nói là cái dân chủ, cái quyền dân chủ là phải coi như là được nói tiếng nói của người dân. Ai cấm các bạn nói đâu. Các bạn cứ lên các bạn nói. Nhưng mà nói thì nó cũng phải có luật, nhưng phải lên đây mà nói thế nào được. Nói nó ảnh hưởng đến người khác hoặc ảnh hưởng đến coi như là chính quyền, ảnh hưởng đến coi như là mọi người, nhân dân đất nước thì ai người ta cho phép, đúng không? Cho nên cái gì nó cũng phải có luật, chứ không phải là dân chủ mà lại bảo là muốn thế nào cũng được đó. Cho nên là tự do ngôn luận, tự do coi như kể cả đến cái chuyện bầu biểu tình thì tôi nói như thế này, tôi cũng có lúc tôi nghĩ tôi bảo sao không đi ngay vào cái luật biểu tình cho nó chi tiết đi, nhưng mà Việt Nam mình chưa chưa khuyến khích cái chuyện này, nhưng mà cũng không phải là không cho, tức là nó vẫn ở một cái mức độ, tức là mình không khuyến khích cái chuyện coi như là tập trung mà coi như là đông người mà coi như là đi này nọ các thứ, mà người ta chỉ vạch ra một cái phương hướng, nếu anh không nhất trí một cái vấn đề gì anh tập trung người, anh coi như là viết đơn, anh coi như là đưa lên có coi như là chính quyền giải quyết từ coi như là cấp dưới lên cấp trên, có thể coi như là anh kiến nghị vượt cấp cũng được đấy. Đấy là cái cung cách mà nó có rất trật tự về cái chuyện con dân chủ. Thì còn nếu một khi mà anh muốn tập trung đông người nhá, muốn coi như là biểu lộ một vấn đề gì đó thì người ta cũng không cấm đấy. Thế nhưng mà các ông các bà các anh các chị, tôi thì tôi coi như là đọc rồi nhưng mà nó không nghĩ là nó không có nhớ kỹ đâu, nhưng mà tôi nghĩ là nghị định số 38 nhá, không biết là 2005 của chính phủ sao, tức là nghị định là tôi nhớ là 38, tức là tập trung đông người ở chỗ nào, làm cái gì, hô ra sao, biểu ngữ thế nào, đi từ những đâu phải xin phép, cũng như là cái luật biểu tình ở Mỹ ấy. Bây giờ anh muốn biểu tình anh phải đến anh đăng ký, đúng không? Anh coi như đi bao nhiêu người, coi như là khẩu hiệu như thế nào, biểu ngữ ra sao, anh đứng ở đâu bao nhiêu tiếng, đúng không? Anh về bây giờ coi như là thấy, tôi thấy coi như là bao nhiêu ngày cái đợt vừa rồi đây, các ông xin phép ai hả? Các ông đi ra chặn cả đường quốc lộ, các ông hô bừa hô bãi, các ông xin phép ai? Có luật cả đấy, nhưng mà các ông không biết, các ông cứ nghĩ là coi như là cấm, không cấm nhá. Nhưng mà nghị định 38 đã ra rồi, nếu không muốn tập trung đi mà trật tự đi không ảnh hưởng đến ai, người ta cũng không cấm đó. Các ông không biết, các ông cứ coi như lên đây các ông cứ nói linh ta linh tinh, cứ bảo là cấm, ai cấm các ông đi, các ông có xin phép ai không, các ông hô cái gì có xin phép ai không, các ông coi như là biểu ngữ rồi dâng cái này cái nọ rồi, thậm chí là ông còn làm loạn xì ngầu lên, các ông coi như là còn cãi cái gì nữa. Quá là coi như nếu mà công ở Mỹ mà công làm như thế mẹ nó bắn nên chết hết, đừng có đùa đó. Mà ở Việt Nam cũng có luật đấy, nhưng mà cái người lãnh đạo người ta nó như người cầm coi như là cái ván cờ thôi, có thể người ta dí một con tốt để người ta vồ con xe, cái vấn đề trên bàn cờ thì chỉ có cái người đánh cờ mới biết thôi. Còn tất nhiên mọi người dân rất là bức xúc, thấy coi như là mọi người nhìn thấy coi như là cảnh sát coi như là cứ ngồi để cho nó choảng đá vào, nghe nó nóng cáy lắm chứ, đúng không? Cho nên là cái chỉ có những cái người mà người ta cầm cờ người ta quyết định, chứ còn mình thì nóng lên thì mình nói là như thế là không, coi như là như thế là không được, thì đấy là mình thôi. Chứ còn ở cái nhìn vĩ mô của những người lãnh đạo thì người ta giải quyết như thế nào là quyền người ta, thì mình cũng phải có một cái lòng tin tưởng. Chứ còn mình nếu mà mình mà tài giỏi mình đi làm đi bắn nhau đi, hay là đi đập đập chết dân đi, đứa con nào cũng là con nhá, dân láo cũng là dân mà dân ngoan cũng là dân, cũng là dân Việt Nam cả. Bây giờ tôi nói coi như thí dụ thôi, ví dụ nhà có 5 đứa con đúng không, bây giờ có một cái thằng kia nó lại láo lắm, thì còn 4 thằng này thì nó lại ngoan, thì bây giờ nói 4 thằng này thì nó nghe mà thằng kia nó lại không nghe,
Bây giờ nói nó không nghe, nói một hai ba câu nó không nghe, nó lại coi như làm khác đi. Thì ông bố ông bảo cứ để đấy, từ từ cứ để nó bước hai bước nữa nó sẽ thấy tao. Thế thì nhưng mà bước một bước là bốn cái đứa này nó bảo là ui không được rồi, nó bước như thế kia mà bố thì bảo nó bước thế thì bố cho nó bước thế thì không được rồi, oánh bỏ mẹ đập chết đi. Không được, nó là con tao, để nó bước bước nữa đó. Thì nó bước bước nữa thì bắt đầu ông mới 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 mới, mới giải quyết. Đấy là cái cách giải quyết của cái người bố với năm đứa con, chứ không phải là thương bốn đứa này đập chết đứa kia cũng không được. Vì những người mà người ta lãnh đạo ở cái tầm vĩ mô, người ta như là cha mẹ của dân, đúng không? Ngày xưa gọi vua, vua là mẹ của dân, chăm lo cho dân, ai là dân cả. Cho nên là người ta có một cái tầm vĩ mô. Còn mình nóng tính lên thì mình bảo mẹ như nó láo thế thì đập chết cha đi, đúng không? Nhưng mà cũng không được, vì cái người ta nhìn nó ở cái tầm khác. Cho nên là các bà đừng có kêu đến cái chuyện coi như là dân quyền, nhân quyền ở đây. Các bà có hiểu gì cái luật Việt Nam đâu mà không kêu. Rồi hiến pháp thì đọc được coi như là một câu thì đọc nửa để phân tích, còn nửa nửa cuối thì không không nói. Cho nên các bà lên đây, các bà chẳng qua chỉ xuyên tạc để coi như là mọi người người ta hiểu sai về coi như là luật pháp, về coi như là cách lãnh đạo của nhà nước. Tôi dám nói một câu là các bà chỉ lên đây là Vâng. nhằm mục đích là xuyên tạc. Tôi nói anh Ngọc Nguyễn này với tất cả các bạn nhé. Hiện nay Việt Nam mình chưa có luật biểu tình nhé, chưa có luật biểu tình. Nhưng bây giờ ví dụ các bạn muốn cái bày tỏ của quan điểm của mình hoặc các bạn muốn phê phán hoặc như thế nào đấy, các bạn có rất nhiều những cái kênh mà các bạn bày tỏ những chứng kiến của mình. Ví dụ bây giờ các bạn muốn bày tỏ chứng kiến thì ở các ủy ban nhân dân các phường, quận và các tỉnh hoặc thành phố, nghe chưa, thì ở đó các bạn sẽ có những cái nơi người ta tiếp dân, các bạn lên các bạn phản ánh, đúng không, cái nguyện vọng của tôi là như thế này hoặc là xã hội hiện nay, cán bộ hiện nay như thế nào, các bạn cứ phản ánh rất trung thực. Ngoài ra còn có cái tức là cái những cái ban tiếp dân của cái đại biểu nhân dân các quận huyện thành phố, đúng không, và thậm chí ở trên trung ương ở quốc hội nữa, và có những ban thanh tra, các bạn có rất như nhiều những cái kênh để các bạn coi như là các bạn thể hiện những cái nguyện vọng của các bạn, đúng không? Những cái gì không đồng ý đối với chính sách của Đảng hoặc là những cái gọi là cái luật luật gọi là luật luật ví dụ như luật luật về an ninh mạng vừa rồi hoặc luật đặc khu vừa rồi, các bạn có đầy đủ tất cả các cái kênh. Tại sao nhà nước hiện nay chưa đưa ra những cái luật biểu tình theo 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 tôi nghĩ này, cái hiến pháp thì nói là cái điều 25 hiến pháp nói là hiện nay người dân có quyền biểu tình nọ kia tất cả các thứ, nhưng mà chưa có luật, đúng không, mà các bạn biểu tình thì vô tình các bạn đã vi phạm vào những cái luật khác, đúng không, không phải luật biểu tình nữa, các bạn tụ tập đông người. Thì hiện nay nhá, cũng có cái luật mà cái, ví dụ như hiện nay vẫn chưa phá bỏ, các bạn tụ tập đông người từ bao nhiêu người trở lên thì các bạn cũng đã là vi phạm pháp luật rồi. Phải Hiện nay xin phép, chưa phải chưa xin phép. vâng chưa bỏ cái đấy, hay hiện nay các bạn đi biểu tình như đợt vừa rồi, các bạn xuống đường, đúng không, các bạn coi như là đi tràn ra vỉa hè, các bạn vi phạm luật giao thông. Nó còn rất luật, nhiều luật khác mà các bạn vi phạm mà các bạn không biết. Cho nên là hiện nay khi nào nhà nước chưa ban hành ra một cái luật biểu tình thì là các bạn tham gia biểu tình thì các bạn đã vi phạm vào những cái luật khác rồi, tôi nói các bạn như thế. Thứ hai, tại sao nhà nước hiện nay chưa đưa ra những cái luật biểu tình, vì vì cái lý do theo tôi nghĩ là như này, cái dân trí của mình ấy, hiện nay chưa được cao, đúng không, mọi người dân mà nói chung là cái hiểu về cái pháp luật ấy, nó chưa được nhiều lắm, đúng không, chưa được đúng đắn lắm, nhất là cái dân trí của mình ấy. Thì theo tôi nghĩ rằng một thời gian gần đây thì cái luật biểu tình sẽ có, đúng không, khi dân trí nó cao lên, đúng không, chứ còn bây giờ các bạn cứ bức xúc một tí các bạn ra coi như là các bạn chặn quốc lộ, các bạn biểu tình các thứ thì các bạn đã vi phạm vào các luật khác rồi, chứ không phải là ai coi như là cho tôi nhiều đi biểu tình đây, ai cho phép các bạn coi như là ví dụ xuống đường, đúng không, các bạn vi phạm luật giao thông, tràn xuống đường các bạn vi phạm luật giao thông, hoặc các bạn tụ tập đông người mà các bạn coi như là bày tỏ những chứng kiến nọ chứng kiến kia thì các bạn cũng vi phạm về cái luật gì đấy. Theo tôi nghĩ hôm trước tôi đọc ấy, là ví dụ tụ tập hàng bao nhiêu người trở lên là phải xin phép nhé, nhưng mà thôi cái đấy nó không phù hợp nữa, thì nhưng mà hiện nay mình vẫn chưa bỏ cái luật đấy, đúng không, chưa bỏ thì vẫn Chưa. cứ thực hiện. Cho nên là nhiều khi Thì các bây giờ bạn tôi nói như thế hiểu này. cái vấn đề gì đấy thì phải hiểu cho nó thấu Đúng đáo, rồi. chứ không phải là mình cứ hiểu như, Đúng. cho nên có một cái bọn mà dân chủ hiện nay nó có cái trò mà coi phá hiến pháp cho mọi người. Hiến pháp nó chỉ là cái trên thôi, đúng không,
Còn dưới hiến pháp nó có rất nhiều những luật chuyên ngành, đúng không? Dưới cái luật chuyên ngành còn có những nghị định người ta hướng dẫn thực hiện những cái luật đó cơ. Tôi nói các bạn thế. Ví dụ sau này có cái luật biểu tình, đúng không? Còn dưới cái luật biểu tình thì người ta sẽ có những thông tư, có những nghị định để hướng dẫn cái luật biểu tình ấy làm sao để cho nó hợp pháp. Tôi nói các bạn như thế, cho nên là nhiều bạn các bạn là nên bây giờ đấy coi như tôi biểu tình ôn hòa đấy, tôi không vi phạm pháp luật. Các bạn đã vi phạm pháp luật rồi, đúng không? Cho nên là ví dụ các bạn cứ tập trung đông người mà các bạn biểu tình là nói chung là công an hoặc là những người an ninh hoặc là những lực lượng chức năng người ta hoàn toàn có thể khả năng người ta giải tán các bạn nếu mà các bạn không nghe người ta dùng vũ lực. Thì nói chung cái chuyện Bây đấy giờ như cũng thế chuyện này không này, sai, bây giờ tôi nói như các thế bạn này thôi. này, như thế này anh Bằng ơi, giờ tôi bổ sung thêm một tí như thế này. Vì á, tại sao mà mình chưa đưa ra cái luật biểu tình? Thì á, riêng cái chuyện biểu tình là trong hiến pháp là có quyền biểu tình. Thế nhưng tại sao mà lại chưa đưa ra luật? Khi người ta đưa ra luật thì mình cứ coi như là muốn biểu tình thì mình cứ theo luật mà biểu tình. Thì không vấn Chưa đề có gì. luật, chưa có luật biểu tình. Không, Tôi nói anh ấy, chưa tôi có đang luật nói biểu tình. là bây giờ là tôi nói là nếu như có, đúng không? Nếu như có luật Đâu, nếu mà thì người có ta thì sẽ nó quá hướng dẫn. nhanh. Không, để im, để tôi nói. Khi có luật thì người ta sẽ hướng dẫn, luật nó sẽ hướng dẫn là anh biểu tình như thế nào cho nó đúng. Thì anh phải theo luật. Đấy, còn bây giờ mình chưa có luật, đúng không? Thế nhưng mà trong coi như là cái nghị định 38 cũng nói rõ là được phép coi như là đưa ra những cái ý kiến này nọ các thứ đấy. Ví dụ mà mình coi như là bức xúc một vấn đề gì hoặc là mình muốn tổ chức hay là mình muốn coi như là tụ họp đông người, đúng không? Để thể hiện một vấn đề gì đó cũng vẫn có quyền, chứ không phải là anh cứ tập trung là anh sai. Nhưng trong nghị định nói rõ nó cũng na ná về cái luật biểu tình, chứ không phải là luật biểu tình nhá, tức là nó cũng na ná thôi, tức là anh muốn tụ tập đông người để làm gì thì anh phải xin phép. Đấy, người ta vẫn cho. Anh không phải là anh làm sai nhưng mà anh phải xin phép. Ví dụ tôi muốn tụ tập 500 người để tôi muốn coi như là mang cái biểu ngữ này, tôi muốn hô như thế này, nó có phạm vào cái gì hay không, người ta phải xét chứ. Anh làm đơn nhưng mà người ta phải xét chứ. Anh coi như là hô láo ấy, ai người ta cho à? Đúng không? Hay là anh đứng ở đâu, anh đứng mà nó ảnh hưởng đến người khác, ai người ta cho, đúng không? Cho nên là vấn đề nó có luật. Bây giờ á, anh không biết luật, anh cứ ảo, anh coi như là hô một coi như là loạt người đi ra coi như là chặn cả coi đường rồi anh đi tùm lum rồi anh hô bố láo bố tép rồi là biểu ngữ lung ta lung tung. Bây giờ có làm sao thì coi như là lại bảo là an ninh đâu? Thế thì bây giờ coi như là các anh làm, các anh xin phép ai chưa? Trong nghị định 38 cũng đã cho tập trung nhưng phải xin phép. Vâng, Đấy, đúng rồi. tất cả mọi vấn đề nó cũng nó phải theo luật. Đằng này công các bà không theo luật công, các bà cũng bảo là tôi không có quyền biểu tình. Ai ai cho là coi như là các ông coi như là Tôi biểu nói với tình. anh nhé, Đã không có thực luật biểu tế tình ra thì bây không biểu giờ tình. nhá, Nhưng ví dụ những tập cái trung chuyện mà đông người khiếu là kiện tất có cả các thứ cho ấy. nhưng mà anh phải xin phép. Có thế thôi. Vâng, Anh tập trung đông người tôi anh nói phải xin đơn phép. giản nhé, bây giờ này anh Ngọc này, bây giờ ví dụ như anh lập hội lập hiến cái tất cả thứ ấy thì nguyên tắc anh phải xin phép gì đúng không, nhưng mình Đúng những người dân mình cảm thấy ví dụ những cái lập cái hội này nó chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới mà ảnh hưởng đất nước. Ví dụ anh thành lập cái hội học học sinh chẳng hạn, rồi thành lập hội đại học này, hội hội đồng hương này, ai đi xin phép làm cái gì đúng không? Nó không, là đúng nguyên mình tắc cảm là phải thấy xin là cái phép. hội đấy nó là chính danh đấy, nhưng chính là phải xin phép. Tôi nói chính là xin Đúng phép rồi, nhưng mà cuối cùng có ai luật xin phép không đúng không đấy. Nhưng mà thôi đấy, mình làm những việc có chính nơi danh thì nhà là nước cũng chẳng ai người ta can thiệp làm cái gì, nó đơn giản nó tôi thôi. nói là Ví dụ bây giờ tôi nói một anh cái lần mà ở dưới thành phố đúng không, anh nhớ là năm ngoái đúng không, mà có cái chợ nào là mà coi như là mà xây mà làm sao đó mà nhân dân ở trong coi như cái chợ đó biểu tình đấy, người ta đi có hàng có mũ, người ta đi trật tự, ai người ta làm gì, đúng không? Biểu tình đấy để cho nhà nước phải giải quyết cái chợ đó, đó. Như là năm ngoái hay là năm kia này đi đàng hoàng coi như là nó đúng đường đúng lối, có ảnh hưởng đến ai đâu tôi nói anh đó. nhé, những cái đấy cũng là vi phạm pháp luật. Anh nói cái vụ mà những người dân mà ở chợ An Đông biểu tình, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh tôi biết những cái Thì đó cũng là đấy, vi phạm pháp luật hết, nhưng mà nếu thôi nó như cũng không ảnh hưởng gì. Tôi nói anh nhé, với tất cả mọi người hiện nay ở đây, cái pháp luật Việt Nam hiện nay ấy đã đưa ra rồi, nhưng mà cái pháp luật mình nó không không cứng,
ý tôi nói như nào, người ta cũng áp dụng cứng, tức là áp dụng nó mềm dẻo cái pháp luật đấy. Như ở các nước tư bản đã luật ra rồi là cứng đúng không, anh vi phạm chỉ một tí thôi trong cái điều luật đấy là Đúng anh đã bị teo rồi. Nhưng cái chuyện ví dụ như bà con chợ An Đông đúng không, người ta đi biểu tình rồi người ta phản đối cái chuyện mà xây chợ, cái chuyện và cái gì đấy đại loại tôi cũng không thể hiểu rõ, người ta mang cờ đỏ sao vàng các thứ đi thì thôi, những cái đấy gọi này là mình vi phạm nhá. Tôi nói nhá, người ta đã tràn ra tập trung đông người, tràn ra vỉa hè cản trở giao thông, người ta đã vi phạm rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ thì nhà nước mình tức là áp dụng cái luật nó mềm dẻo có như một tí anh ạ. À, tôi nói đấy là cái mềm mềm dẻo, chứ còn đúng rồi, đúng rồi. cái luật của mình ấy mình chưa thực hiện được một cách cứng. Tôi nói anh bây giờ ví dụ ngay cái chuyện rất đơn giản là những người mà ví dụ vi phạm cái buôn bán tràn ra lòng đường vỉa hè, anh công nhận không? Nếu mà ví dụ ở Mỹ hoặc các nước khác anh có dám không? Đúng không? Đấy, Đấy, thành cùng thôi, thế thì nhiều tôi khi mới là nói ông như lấn thế được một này. tí thì cũng không sao. Ví dụ đấy là Đấy, thế thì ở Việt Nam đúng không, bây giờ các bạn đã làm đúng luật chưa, đúng không? Bây giờ các bạn ví dụ như là ở chợ An Đông, nếu như mà ở nước khác liệu có được thế không, anh xin phép không bao giờ ai được. mà cả bao nhiêu người đi như thế, đúng không? Nhưng tại sao coi như là nhà nước vẫn coi như là ôn hòa, đúng không? Thế rồi là kể cả đến cái chuyện buôn bán dọc đường cũng thế, nhiều lúc cũng phải ôn hòa, nhiều lúc cũng phải cứng, nhưng mà nhiều lúc cũng phải ôn hòa, chứ đâu có phải như nước ngoài đâu mà coi như là cứ thẳng tay mà đàn áp. Mà đàn áp các ông lại bảo là đàn áp dân, cho nên là các ông cái giọng lưỡi của mấy cái thằng ba que nó kiểu gì nó cũng nói đấy, cho Mới nên đây là cho nên tôi tôi nói với nhất đấy. anh Ngọc với tất cả các bạn này, nếu mà đem cái luật pháp ở Mỹ nhá, tôi nói chứ nói bây giờ ở Mỹ về áp dụng ở tại Việt Nam, áp dụng đúng như thế trong vòng một tháng, tôi nói anh là coi như nhân Việt Nam coi như tôi nói anh chết luôn chứ không phải sống nổi đâu. Đấy, bây giờ cứ các bạn thử đem bê nguyên xin luật pháp ở Mỹ vào Việt Nam đúng không, thực hiện nghiêm chỉnh như đúng như ở Mỹ trong vòng một tháng rồi những người dân Việt Nam chết ngay lập tức đấy, chứ không phải đơn giản. Cho nên là nhiều khi ấy là các bạn cứ bảo Việt Nam không có tự do, không có dân chủ thế này thế khác đúng không, nhưng mà bây giờ các bạn thử xem, bây giờ tôi mới nói với các bạn hiện nay nhá, Việt Nam nhá coi như là thừa dân chủ, một câu này, thừa dân chủ và tự do là quá sớm đấy. Thế còn bây giờ tôi nói một cái vấn đề nữa. Thì bây giờ coi như là các bạn ở Việt Nam thì các bạn coi như là chấp chấp hành cái luật Việt Nam đi. Còn á, những cái ông mà coi như là chống cộng cực đoan ở nước ngoài á, các ông coi như Rồi. ở nước tư bản á, Đúng rồi, thương rồi. nước Úc Mình hay cái nước quan điểm Mỹ của mình là thế. hay là nước này nước nọ, Nhưng mà sau các này nó sẽ ông coi như có luật, là sẽ có luật về tình. phải Tức là khi mà hiểu, dân trí mình cao này, kinh tế nó cao một tí các ông thì sẽ phải nghiêm. hiểu, các ông phải hiểu nhá, nước tư bản quyền hành đều vào những coi như là cái những cái coi như là nhà tài phiệt đó, những cái người giàu có, nó coi như là rất là quân phiệt, nó sẽ tranh quyền tranh lợi, chứ còn mấy người dân là cái gì mà được làm tổng thống, đúng không? Còn mấy cái ông hạ sĩ hạ viện mới nghị viện này, tôi xin nói tổng thống nó nói cái gì là phải có nghe thôi, còn phiếu hay là như thế nào đó là tiền nhiều hơn phiếu thôi. Cho nên á, cái vấn đề tài phiệt á thì các ông coi như là học kỹ về cái chuyện tư bản thì nó biết thôi, còn các ông đòi bây giờ bảo Việt Nam phải đa đảng, hôm qua hôm kia mấy cái ông nói bảo coi như là phải đa đảng nó mới tốt. Tôi nói này này, bây giờ á Việt Nam chỉ cần một đảng thôi nhá, thế nhưng mà ai Vâng. tốt thì lên nắm quyền, mà ai không Mình tốt thì xuống thấy rồi. Vâng. đó. Trong đảng cũng có sự cạnh tranh, chứ không phải là coi như là nhiều đảng mới là cạnh tranh. Một đảng thì ông nào á mà làm đúng thì ông sẽ còn chức, mà ông làm sai thì cái anh kia nó nhìn ông làm sai là nó bắn ông ra đấy, là nó tranh quyền của ông đấy. Cho nên là trong một đảng cũng có sự cạnh tranh, ai tốt sẽ còn mà ai không tốt sẽ ra, có cạnh tranh, chứ không phải một đảng là không cạnh tranh đó. Tôi nói bây giờ có ba ông là đảng viên mà có một ông chủ tịch thì hai ông kia không phải là chủ tịch. Bây giờ nhìn cái ông chủ tịch mà ngon không không ngon là mẹ tôi bới ông ra là ông đứt, tôi lại lên ạ. Đấy là cạnh tranh còn thế nào, hay là các ông coi như là cứ bỏ phải coi như là đảo chính về hất bắt đẹp đi đi. Cho nên là các ông nghĩ Tôi nó sai nói lầm cái về bọn chúng nó chỉ đảng, kêu gào đúng thế đảng, thôi, ở đúng nhiều bên Mỹ đảng.
có một số cái, tức là có một cái số hội đoàn này, tỷ hội các thứ lẫn nhau, cuối cùng chúng nó còn cắn nhau chí xuế thấy chưa. Chứ còn về Việt Nam mà đa đảng coi như nội chiến ngay lập tức thời điểm bây giờ. Các Đấy. bạn ở bên Mỹ coi như vừa rồi cái bầu cử bầu cái kiểu ở bên cái Nam Cali ấy. Đấy, cái đại diện cho những cộng đồng chửi nhau ầm ĩ lên, cuối cùng phải bỏ phiếu lại ấy, đúng không? Thì nói chung là chúng nó chỉ có thành lập ra để mà chúng nó lấy tiền của cái bà con hải ngoại, nếu mà không có lợi lợi ích gì các thứ chúng nó còn chửi nhau ầm ĩ lên làm cái gì. Chúng nó còn bầu cử đi bầu cử lại đúng không, chửi nhau chí chóe này. Bên Mỹ thì đấy, bên các cái hội đoàn có mấy cái hội đoàn về vớ vẩn với nhau, cuối cùng con chửi nhau chí chóe, hội đoàn này chửi nhau hội đoàn kia, coi như ầm ĩ lên. Bây giờ cho mấy cái ông ấy về Việt Nam thành lập ra đảng thì thôi rồi, coi như là đất nước xào xáo ngay trong 30 giây. Bây giờ coi như là tôi chả biết là bạn nói cái ý gì mà bạn viết nó không có dấu, bạn là Sonny Nguyễn thế này. Bây giờ tôi nói bạn như thế này nhá, chả biết là bạn nói thì tôi cũng coi như nó hiểu, cũng biết là nó có đúng hay không, nhưng mà vì là nó không dấu. Bây giờ bảo là các ông có hay là chúng tôi có hay là các ông cán bộ có thì tôi không hiểu. Nhưng mà tôi nói như thế này này, cán bộ thế mà dân thế, muốn có thì phải dùng cái đầu mà học mà hỏi tại sao người ta có, còn á cứ ngồi đấy mà chờ nhá, ngồi đấy mà chờ rồi là nó sung nó dụng vào mồm nhá. Đấy, Bây giờ đâu nói với thế Sonny thôi. Nguyễn này, đừng có nói là à chúng tôi ăn sung mặc sướng, là chúng tôi thế này thế khác đúng không? Bây giờ coi như là những người nào, ví dụ như là bây giờ ở đất nước nào cũng có những người giàu người nghèo, kể cả ví dụ như đất nước Việt Nam là một đất nước hiện nay đang thực hiện cái kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những người nào người ta có sức khỏe đúng không? Người ta ví dụ là người ta có trí thức và một chút xíu may mắn nữa thì người ta sẽ giàu có. Còn ví dụ những người nào, ví dụ như người ta như thế này thế khác thì nhà nước mình cũng ủng hộ người ta, nhưng mà người ta cũng không đến nỗi là nghèo khổ đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ các bạn ở cũng không hề hiểu là ở Việt Nam ví dụ có cái những chương trình nông thôn mới chẳng hạn đúng không, ở bên nước ngoài làm gì có, hoặc những chương trình 1-3 năm để dành cho những cái xã rất là nghèo hoặc những cái xã ở những vùng biên giới đúng không, nhà nước ưu đãi rất là nhiều đấy, người ta quan tâm những đời sống của những nhân dân coi như hiện nay kinh tế còn nghèo. Thì tại sao là Việt Nam hiện nay phân những cái gia đình ở những hộ nghèo đúng không, hộ cận nghèo đúng không, để cho nhà nước có những chính sách hỗ trợ để mà người để mà kinh tế người ta phát triển đi lên. Nó ở những cái nước tư bản hoặc những nước kia làm gì có đúng không, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, nhưng mà Việt Nam có những chương trình đó. Còn hiện lại ví dụ để cho nâng đỡ những người nghèo thì ví dụ trở thành cận nghèo trở lên coi như là trở thành những người bình thường đúng không? Chỉ các bạn thấy ở các nước kia thì có bao giờ có những cái chính sách đó đâu đúng không? Chứ còn như vừa nãy tôi nói, làm với xã hội nào mà có những kẻ ví dụ là thích hưởng thụ, thích hút hít đúng không, thích ăn nhậu mà không thích làm thì nói chung là suốt đời cũng mặc dệt thôi đúng không? Đúng không, những cái kẻ đấy dù có sống có lật đổ chế độ cộng sản thay thế bằng cái chế độ gì gì chăng nữa đúng không, mà có tư tưởng cũng như như thế thì nói chung là suốt đời coi như là mặt dẹp. Tôi nói câu mặt dẹp thì các bạn hiểu. Xin mời Ngọc. Ôi bây giờ Sonny Nguyễn á thì chửi bậy thì mình coi như là không có nhẽ mình lại chửi bậy với bạn đúng không? Mình không chửi, còn nói nghe thì nghe chả nghe Bây thôi. giờ nói với Sonny Còn bạn Nguyễn một nói điều như này. Tôi nhé, tôi giới thiệu tôi là một người có, tôi là kỹ sư hàng hải. Đối nước ngoài tôi đi nhiều nước hơn bất kỳ một, ví dụ như ai, ví dụ cho tôi chỉ ở trong cái diễn đàn của tôi. Thứ hai, tôi là người khoái đi du lịch cho nên là tôi thích đi những cái vùng sâu vùng xa. Tôi lên vùng Lào Cai, tôi đi Điện Biên Phủ, những vùng sâu vùng xa, hoặc ở cái vùng miền Nam này, tôi xuống những vùng Cà Mau, xuống cả cái hòn đá Bạc, chưa? Rồi đi những vào những cái vùng mà những người dân nghèo. Tôi thấy là cái cuộc sống hiện nay của người ta cũng rất là phấn khởi, chưa? Người ta coi như là hiện nay người ta cũng ăn no mặc ấm rồi, người ta đang phấn đấu để ăn ngon mặc đẹp. Đấy, ví dụ như các bạn đừng có nói cái vùng biên giới ở Ban Ma Thuột đấy, vừa rồi các bạn gặp cái anh tôi đã lên diễn đàn của tôi ấy. Anh ấy ở biên giới coi như Campuchia ở tỉnh Ban Ma Thuột đấy, tức là cách xa thành phố Ban Ma Thuột 70 cây số giáp biên giới Campuchia. Nó như cuộc sống anh ấy rất là thoải mái, nó như có cái, những cái bao nhiêu hecta cao su, bao nhiêu hecta cà phê. Các anh ấy, nhiều khi tổng tài sản anh còn nhiều hơn những người ở thành phố. Tất nhiên các anh phải bỏ cái sức lao động của anh ra từ cái thời gian anh ấy ở
ngoài Bắc, tức là Hải Dương, anh vào sau đó cũng anh phải có khổ sở lẫn nhau đâu. Bây giờ anh cuộc sống rất ổn định, vẫn sung sướng rồi. Cho những cái chỗ đấy tôi nói với tất cả các bạn, một số các bạn ở bên Hải ngoại ấy, là bên đó là các bạn nói là ngày xưa là các bạn bị đầy ải lên trên đấy đấy. Bây giờ đầu tiên ấy, bây giờ những người đầy ải lên trên đấy thế này, có người ta có cuộc sống sung sướng như thế đấy. Đấy, tôi nói các thế bạn này đấy. anh Hoàng ơi, Dạ. anh Hoàng ơi, bây giờ coi như là đồng chí gì đây, À, anh ông bạn Sonny Nguyễn này này rồi đang ok, bảo tôi xin là mời Xuân Hưng Nguyễn lên. cho Rồi ok. anh cho em lên này này, Rồi ok. để tôi nói cái câu cuối nhá, xong rồi Sonny Nguyễn lên nhá. Tôi gửi lời thôi, thì ít khi mà mình lên lắm, thì gửi lời Không đấy, nhưng là cho coi như là toàn mình bộ đưa câu hỏi coi ra như một cách lịch là sự, tôi sẽ trả lời. Ok nhá. mình đây là mình lên chia sẻ thôi, và mình cũng mong thôi Ok. Bây giờ này bạn mọi Sonny người Nguyễn bạn coi cứ như là lên. nên Ví dụ như mà có gì bạn chia sẻ cùng tôi. mọi người ở trong nước hoặc ngoài nước, coi như là tôi mong thôi, chứ không phải coi như là dám coi như là góp ý hay là bảo ai đâu. Tức là tôi mong mọi người nên dạy dỗ con cháu học tập lao động để làm ra nhiều sản phẩm cho bản thân, cho gia đình, Rồi và ok. góp ích cho cuộc sống. Thì tôi chào coi như là anh Bằng, mới lại chào Rồi, mọi người nhá. xin cảm ơn Ngọc nhé. Rồi ok.